Sau thông báo mới nhất về việc nới lỏng lệnh cấm sử dụng thiết bị điện tử trên máy bay, hai hãng hàng không Qantas và Virgin của Úc đã cho phép các khách hàng của mình sử dụng điện thoại trên suốt chuyến bay. Tiếp bước Cục Hàng không Mỹ, Cơ quan Quản lý An ninh Hàng không Úc thông qua quy định mới cho phép hành khách sử dụng thiết bị điện tử trong suốt chuyến bay, kể cả lúc máy bay hạ cánh và cất cánh. Hai hãng hàng không Qantas và Virgin đã phổ biến đến các hành khách của mình về quy định mới này. Chúng tôi đã thực hiện nhiều đợt thử nghiệm mở rộng chứng minh điện thoại không ảnh hưởng gì đến máy bay. Các đợt thử nghiệm đã hoàn tất và không có ảnh hưởng gì được ghi nhận. Hai hãng hàng không hy vọng việc cho phép hành khách sử dụng các thiết bị điện tử trên máy bay sẽ giúp hãng thu hút khách hàng, gia tăng vị thế cạnh tranh trong cuộc chiến giá cả khốc liệt. Dự kiến hai hãng hàng không sẽ công bố lỗ ròng hàng năm vào tuần sau. Trước đây, các hãng hàng không quốc tế nghiêm cấm việc sử dụng các thiết bị điện tử lúc máy bay cất cánh và hạ cánh do lo ngại tín hiệu từ các thiết bị ảnh hưởng tới tín hiệu của máy bay. Tuy nhiên, cùng với Úc, một số hãng hàng không ở Mỹ, châu Âu và New Zealand đã bắt đầu nới lỏng quy định này.